在那塔听到吗？有了吗？有了。ความจุของมือถาทิ้งกี่เท่าเท่าแห่กี่หลังก็สาวแห่กี่หลังก็เกิดก็ดบแง่ก็ยังยืดบันเนี่ยOK, anh em ơi, anh em nào có gì cần muốn đến free file là hữu và mai kim cương thì mọi người hãy đến với shop là begamon.com. Tại đây có rất là nhiều dòng quay kim cương cực hấp dẫn, có thể trúng đến 9999 kim cương. Và đường link shop mình sẽ để phần mô tả và phần comment phía bên dưới. Hello anh em, thì tôi là người yêu của là bây giờ anh em đó. Thì anh em nghe giọng này là anh em biết tôi sắp tới là tôi làm clip gì đúng không? Đó, clip ngày hôm nay tôi sẽcho như bà chị bé nè, cho như bà chị bé tao tuổi luôn đó. Ngày hôm nay tôi sẽ giả giọng kiểu như là tôi có người yêu rồi ha, giả giọng để cho anh bé xem hướng mình như thế nào nha. Ok, bây giờ xin mời bà vô. Và cái lúc mời vô á thì tôi sẽ không nói gì hết nha, à tại vì nói vậy lỗ anh em ơi, là rõ ràng. Bây giờ thì tôi sẽ mời bà vô nha, tôi chờ tôi phải dạy dẹo anh em ơi. Alo, ơ, ai đấy? Em chào chị. Ơ, mày là đứa nào? Em tên là Giới Hẹo, em là người yêu của anh Bình. Nani? Cái gì cơ? Người yêu Bình á? Đúng rồi. Không chịu cầm mối nói nó yêu tao xong á. Hả? Đâu ra, anh Bình là nghĩa có nói yêu chị đâu. Thiệt, sao mày biết? Anh Bình nói em là anh Bình chị yêu một mình em ha. Việc của tao sao mày biết? Ơ anh Bình là người yêu em mà em không biết. Thiệt luôn? Thiệt. Mày quen mình như nào? Thì em với anh Bình là người yêu của nhau chứ như nào? Ơ thật là lừa dối mà. Ơ lừa dối gì vậy? Nhưng mà vấn đề là mày bao nhiêu tuổi rồi? Em hả? Em lớn hơn Bình 2 tuổi. Ôi thế vẫn nhỏ hơn tao. À con nít dành yêu mới được cái gì? Thì em có nói là em lớn chị đâu. Con nít con nô yêu đương cái gì? Mà hôm trước nó mới bảo là nó yêu tao xong, xong đây lại có người yêu rồi. What the fuck? Đâu à? Anh nói với em là anh chị em một mình em thôi à. Wow. Hôm trước là làm clip hỏi gu của nó. Nó bảo gu của nó là tao. Ủa có hả? Ờ à. Thôi chắc chị nghe nhầm á, chứ gương của anh Bình là em á. Em vừa nhà giàu, em vừa cao 1m7 và em vừa xinh đẹp, em vừa sexy nữa. Đúng gương của anh mày Bình luôn. Mày chút gì đâu ra, cao làm gì cho đời. Cao như cái xào thôi làm gì cho đời. Hả? Nhưng mà anh Bình là của em chứ bộ. Chị là cái gì? Ủa thì mày có đẻ ra nó mà của. Chị là cái gì của anh Bình mà thích chở em vậy? Kệ tao. Thế thì kệ tao. Mà em với mình thật ra là quen lâu lắm rồi chị. Thiệt ơi. Luôn à. Quen bao lâu rồi? Em với mình quen bao lâu rồi? Em quen anh yêu của em được 2 tháng rồi. Really nigga? Cái gì mà anh yêu của em như ghê vậy? Chứ anh Bình là người yêu của em, là em gọi là anh yêu. Là rõ ràng. À. Lừa, lừa đúng không? Không hề nha. Lừa chứ, làm gì? Hôm nay anh Bình á, anh Bình đưa nick cho em chơi nè, anh Bình đi học mất tiêu rồi. Lại lừa, rồi này nó học cái gì? Rồi đi chơi, học hành cái gì? Nó đi học thêm á, chị không biết chị ấy chơi với chị em đi. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Con nick con nôi em bảo tao im luôn, mày thích làm sao, muốn gì, solo không? Trời, nghĩ sao chị bắt em vậy, em nói thiệt á. Em bên cạnh anh em của em á, là anh em giải bắn bờ gồ vải liền luôn. Thế nhà em gần nhà mình à? Trời ơi, em trong tim của mình á. Oh my god. What the fuck? Ngày nào em cũng qua nằm ngủ với anh Bình hết trơn á. Vậy thật luôn? Chứ em lại giỡn. Thế nó thả thính tao mà. Lừa đúng không? Đâu ra. Hôm trước nó mới thả thính thì sao? Không hề. Chị đừng có xạo he, chị đừng có đốt nhà quen với anh Bình nha. Nè, chị không có đốt nha. Chị nói sự thật thôi. Bình lái máy bay em luôn. Mày chui từ đâu ra? Em chui từ bụng mẹ em nha, chứ đâu chị nói ngu quá vậy. Con nít con nôi dám chửi tao ngu luôn. Ủa, chị đừng có tưởng chị lớn là chị giang hồ. Thì làm sao? Tao đang ngủ á, em sao? Ui, sợ quá. Em mét anh Bình đó nha.
Cái gì? Tao chưa mách nói thôi, mày mách cái gì? Ủa anh Bình là người yêu em chứ bỏ ai cho chị mách. Quá chuẩn luôn. Nó điện tao chứ? Để gì, anh Bình là người yêu em, ok. Không. Ok thì ok. Không có gì. Anh Bình là người yêu em, ok chưa? Không có gì. Không ok, ok. Mày là gì mà mày nói ok là tao phải ok? Điên à? Ủa chị là cái gì của anh Bình mà sao chị nạt nạt em vậy? Thì hôm trước nó mới bảo nó thích tao xong á. Làm sao? Ủa anh Bình có bảo đâu, anh Bình nói em là anh Bình chỉ thích chị em một mình em thôi à. Cái gì? Thế là nó mất cả hai tay à? Khùng hả, anh Bình không có vậy nha, anh Bình không có mất cả hai tay nha. Ủa nghĩa luôn Bình, nhưng mà em hỏi chị nè, anh Bình có là gì của chị chưa? Mà chị lại là bảo anh Bình thích chị. Nhưng mà anh Bình bảo là anh Bình thích tao được không? À. Anh Bình bảo là anh Bình thích tao được không? Oh my god. À quên, anh Bình bảo là thích tao được không? Cái con gà con gà chích queo, tao tao thích chết đấy làm sao, tao thử được bền bản thân thôi. Ơ rất là lươn lẹo. Mày mới là công nghiệp, biết mày đang đứng sao hay là sao, ai định đứng trước mặt mày kìa. Em nói thiệt á, anh Bình á là anh Bình dạy bắn bờ gồ nè, ai nghe mấy con gà công nghiệp đâu. Thôi mày bắn đi, tao xem nào, tao đứng tao đợi mày bắn nè. Thôi không có thể hiện, nãy giờ MVP nhiều đủ rồi, 6 kill luôn, ai nhiều đâu mấy cái người có 2 kill. Rồi nào một đám tao không thích bắn đi, tao thích cho hòa bình được không? Thôi tao yêu hòa bình được không? Thôi cái đầu cười bắp. Tự nhiên ở đâu tôi ra xưng làm người yêu Bình nghe lừa vậy. Ủa thì em hỏi chị nè, nếu mà không phải người yêu Bình thì sao anh vô nick của Bình được đúng không? Hợp lý. Không nhỡ nó để nick ở quán nét hay là gì đấy xong rồi mày đăng nhập vào thì sao? Thật không là không thể tin nổi. Đi anh Bình không? Sao biết được? Bây giờ nhiều đứa ăn trộm nick lắm tao không biết được. Ủa nhưng mà em là người yêu anh Bình chứ bộ. Không. Không có gì mà không. Chị chấp nhận sự thật đi. Hiểu không? Mày yêu mình được bao nhiêu lâu rồi? Đã bảo là 2 tháng rồi mà. Cái báo hồi nãy rồi còn hỏi lại nữa. Tao thích hỏi lại được không? Tao thích hỏi xem mày có bị ngọng không? Không. Nhờ nó con nít con nôi. Bạn cô te gì ơi. Con yêu mới đưa cái gì rồi này. Bạn cô te gì ơi. Hay quá bạn ơi. Bạn nằm đóng luôn. Nè ấy. Nè này. Xạo chó chết liền. Thế thì kệ tao. Thôi chị em đi, cái đầu hai kia cái đầu con gà con nghiệp. Thôi giờ chắc giờ chắc thua hay hắn gì miễn là nhanh là được. Em đi kiếm bệnh em ôm đây em buồn quá à. Em đi kiếm bệnh em đè ra em hôn chụp chụp chụp. Gì vậy trời. Anh Bình của em chắc sắp già rồi đó. Chắc còn nữa tới đồng hồ nữa anh Bình. Nó là của bố mẹ nó chứ của mày bao giờ? Ủa thì có bố mẹ ảnh thôi. Rồi giờ ảnh là của em. Chị củ mắc... là củ thế nào được? Chị mắc gì chị xem vô vậy? Tao thích xem vô được không? Ủa nhưng mà ảnh có là gì của chị đâu. Ảnh có phải là của chị giống em không? Ơ chết tao rồi. Hả? Em hỏi chị á, ảnh có phải là cái gì của chị không? Ảnh nhưng là... mà không thích nó bảo nó thích tao được không? Tao ra không. Nên sao mày biết được? Nó bảo với chị sao mày biết được? Thôi nhưng mà thôi em biết đâu. Anh Bình là của em. Của cái gì của tao được không? Ôi trời ơi. Oh no. Oh no. Nhờ nó một dáng đi bạn cô te gì đó ơi. Kinh. Biết cả tiếng Anh không? Trời ơi trời. Em nói thiệt em là cái người giải tiếng Anh cho anh Bình á. Ôi thế luôn. À. Hôm trước tao mới dạy nó xong, hôm nay lại thành mày dạy rồi. Tao ra. Thôi. Tao dạy nó mà. Nhưng mà thôi. Hôm trước nó thì trước khi nó thì tao dạy nó mà. Thôi nhưng mà không biết đâu nha. Chị làm sao làm á. Từ nay chị không được chơi game với anh Bình nữa. Cũng như là không được nhắn tin nữa, ok chưa? Không, kệ tao. Ô cái câu ok chưa tao nghe quen lắm nha. Thì anh Bình dạy nó câu đó mà. Ủa chị là cái gì của anh Bình? Anh Bình có phải là của chị không? Thì của tao được không? Ồ oh. Không. Muốn gì? Không 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 không, anh Bình là của em. Chết mà liền nè. Xạo chó chết mà liền nè. Không không, anh Bình là của em. Đây của chị đâu ra. Ủa? Chị con một cái con nít thôi. Sao em thấy clip chị chửi anh Bình, chị ghét mình lắm mà tự nhiên tới giờ chị nói anh Bình là của chị. Lừa rồi, thề. Đây là việc của tao, liên quan gì đến mày? Thôi anh Bình là... Sao mày không hết thế? Anh Bình là của em, Bình là người yêu em, anh Bình là anh yêu của em, anh Bình là chồng sắp cưới của em. Anh thích cái câu lời đó. Ảo. Chơi đồ lắm mà ảo đúng không? Không. Thôi anh Bình á, em nói thiệt với chị á, sắp tới em sẽ cưới anh á.
Anh lớn đi rồi em sẽ cưới anh luôn. Anh biết con nuôi ở đấy mà cưới. Ờ, thì đợi lớn rồi cưới là bị căng rồi. Lúc sau vậy mình cũng là của em rồi chứ không có chị đâu. Liều. Ê. Xạo chó. Chết đi. Ủa, chị là cái gì của anh Bình sao chữa em hoài vậy, háo chịu nha. Sao mà vô duyên quá à. Em hoài có chịu rồi đó. Chứ mình Bình vào sao mày chơi, mày vô duyên quá à. Ủa, nhưng mà bây giờ em hỏi chị nè, anh Bình có là có gì của chị không? Có. Là cái gì? Chị đã bảo tao thích tao được không? Ủa, anh Bình bảo hết chị hồi nào trời. Cái đồ địa chị. Từ đó bảo mày biết. Cái đồ địa chị. Ồ, chết nhắc luôn, chết que luôn, cái đồ cừu bắp. Đưa đi kệ tao. Cứu luôn, liều. Tao không thèm mày cứu luôn. Rồi, thắng luôn. Trời ơi, cái đồ cừu bắp. Trời ơi, mày chả thích không mình ý. Cái gì? Chả thích không mình ý. Không có trả được không? Không có trả được không? Không có trả được không? Cái con chó này lại lừa tao rồi. Cái gì vậy trời? Cút đi, tao không chơi mày nữa. Bực bội. Bình của chị đâu anh Bình. Mình là... đi xà ta đi đây cút. Mình là của chị nha. Không có rào đụng hết nha. Để rào đụng là chị chặt hết nha. Trời ơi. Trời ơi. Chết mồ rồi. Ba giận nữa rồi. Sao cái phần mềm này kỳ quá ta. Mỗi lần tôi giả giọng tới gần cái khúc cuối là tự nhiên cứ nó bị hư á nè. Không biết sao luôn. Phần mềm nó không biết sao luôn mọi người. Chắc tôi phải bỏ tiền cái mua phần mềm cho xịn xịn thôi mới được. Mét cây nha. Giờ phải đi dỗ qua nữa rồi. Mệt. Không hiểu luôn. Mệt phải nồi. Rồi. Thua.